Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 83 Tập 83 Xin mời mở bản kinh ra Phần khoa chú quyển hạ Trang 44 Mời xem kinh văn Phi đảng nhữ độc Hộ thị nhân cố Diệt hữu thích phạm quyến thuộc Chư thiên quyến thuộc ủng hộ thị nhân Kinh văn là tiếp theo phần trước Kiên lao địa thần Hộ trì Cúng dường Cho người chuyển đọc Dựa theo phương pháp Lý luận Của bản kinh này tu hành Thế tôn ở chỗ này Là nói cho chúng ta biết Không chỉ là có địa thần Hộ pháp Hộ trì Thích phạm Thích là vua trời đế thích Người Trung Quốc gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế Ở trong tôn giáo nước ngoài gọi là Thượng Đế Chúa Trời Phạm là Đại Phạm Thiên Dương Những vị Thiên Dương Và những vị Thiên Thần này Chữ quyến thuộc đều là thuộc về Thiên Thần không có người nào không ủng hộ người này Người này Là người như thế nào? Ở trang thứ 42 phía trước Nhược vị lai thế trung Hữu thiện nam tử thiện nữ nhân Cúng dường Bồ Tát Cập chuyển đọc thị kinh Đảng y địa tạng bổ nguyện kinh Nhất sự tu hành giả Chính là loại người này Chữ vị lai thế trong kinh văn Chính là chỉ chúng ta hiện nay Thích ca mâu ni Phật năm xưa giảng kinh Nói vị lai thế Nói mặt Pháp Là chỉ thời đại này hiện nay của chúng ta mấu chốt là chữ thiện thiện nam tử thiện nữ nhân chữ thiện là một tiêu chuẩn người như thế nào mới có thể gọi là thiện vậy tiêu chuẩn đơn giản nhất trong quán kinh nói tam phước ở trong tổng kết thế tôn đã nói cho chúng ta biết đó là tịnh nghiệp chánh nhân của tất cả ba đời chư phật ở trong phước thứ nhất đã nói cho chúng ta bốn câu hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự thầy tổ từ tâm không giết hại tu thập thiên nghiệp bốn câu này thấy đều làm được mới gọi là thiện nam tử thiện nữ nhân đây là mức thấp nhất của chữ thiện nếu như không làm được bốn câu này thì không thể gọi là thiện nam tử thiện nữ nhân được đây là điểm chúng ta nhất định phải nhớ kỹ phải hiểu rõ tại vì sao chúng ta đọc kinh tu hành theo phương pháp của kinh điển mà kết quả thu được không giống như trên kinh đã nói nguyên nhân ở chỗ nào vậy đều ở trên một chữ này trên kinh nói rất rõ ràng thiện nam tử thiện nữ nhân nếu không phải thiện nam tử thiện nữ nhân mà dựa theo phương pháp này tu hành thì quả báo sẽ kém đi rất nhiều không có thù thắng được như vậy đây là điều mà nhất định phải hiểu Tối hôm qua Chúng tôi đọc thấy trong Kinh Hoa Nghiêm Dưa Cõi Trời 33 Đại biểu cho Bồ Tát Sơ Địa Hoan Hỷ Địa Vua Cõi Trời 33 Chính là Dưa Trời Đao Lợi ngài đại biểu cho ý gì vậy ngũ giới thập thiện hay nói cách khác vẫn là phước thứ nhất ở trong tịnh nghiệp tam phước hiếu thảo cha mẹ tôn kính thầy tổ dùng tâm đại từ bi tu thập thiện nghiệp đạo đây là hoan hỷ địa nếu như chúng ta không thể y giáo phụng hành ngay cả tiêu chuẩn thiện nam tử thiện nữ nhân thấp nhất chúng ta cũng không thể đạt được cả một đời học phật chỉ có thể nói là kết thiện duyên với phật mà thôi có thể thành tựu hay không không thể thành tựu thành tựu thù thắng nhất cũng chẳng qua là đời sau được phước báo nhân thiên không có cách gì liễu sanh tử ra khỏi luân hồi được rồi đạo lý này nhất định phải hiểu trên kinh tất cả kinh luận đều nói chữ thiện chúng ta nhất định phải nghiêm túc học tập phải đạt được tiêu chuẩn thiện như trên kinh điển nói quả báo ở trong đây nói quá thù thắng rồi tiêu chuẩn như thế này có thể thu được quả báo thù thắng như vậy không không thể vì sao vậy cái thiện này của bạn là vừa mới đạt đến tiêu chuẩn đây là thiện sơ cấp là thiện nhỏ kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện là kinh đại thừa nó không phải là kinh tiểu thừa cho nên tiêu chuẩn của chữ thiện này Còn phải nâng cao lên nữa Phước thứ hai trong tam phước là Thọ trì tam quy Đầy đủ các giới Không phạm oai nghi Cái này cao hơn phía trước nhiều rồi Đây là thiện nhị thừa Là thiện của A-la-hán và Bích Chi Phật họ tu hành có thể đưa quả báo này hay không vẫn không thể vẫn thiếu một khoản nâng cao lên nữa là thiên đại thừa còn phải thêm phá tâm bồ đề tin sâu nhân quả độc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả đó chính là tiêu chuẩn của thiên ở chỗ này Bạn dùng thiện tâm thiện hạnh như vậy Cúng dường Bồ Tát Địa Tạng Chuyển đọc Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Dựa theo lý luận phương pháp của kinh điển này Mà chuyên tu chuyên hoặc Một việc tu hành Là chuyên tu chuyên hoạt Bạn mới có thể được kiên lao Địa thần ủng hộ Bạn mới có thể được thiên thần Vua trời dục giới Vua trời sắc giới ủng hộ Họ dựa vào cái gì để ủng hộ bạn chị? Bởi vì bạn là Bồ Tát Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân Không phải người khác Mà là Bồ Tát Họ làm sao có thể không ủng hộ được chứ Tam Phước Bạn làm được điều thứ nhất thì bạn chỉ là người thiện thế gian Tất cả thiện thần trong cõi trời dục giới Sẽ phù hộ bạn Thần thổ địa ở nơi này của bạn Sẽ phù hộ bạn Kiên lao địa thần Là tổng địa thần của toàn thế giới Không cần ông đến ông phái và vị thổ địa nhỏ đến là đủ rồi nếu như thiện của bạn đạt đến thiện nhị thừa thành văn duyên giác bạn đã không phải là phàm phu nữa rồi ở trong tiểu thừa bạn đã nhập vào dòng thánh rồi là bạn có thể cảm được thiên thần đến ủng hộ bạn những vị thiên dương này tôn kính. Thiên thần ủng hộ bạn. Bạn là Bồ Tát thì thiên dương cũng tôn kính bạn, ủng hộ bạn. Phần trước Kiên Lao Địa thần cũng đã nói rồi. Lời trong kinh Quang Minh ở trong chú giải nói Tức là hàng sau cùng Trang thứ 43 của chú giải Bắt đầu xem câu sau cùng Kiên lao bạch Phật ngôn Kiên lao địa thần Là tổng địa thần của toàn thế giới Không phải địa thần thông thường thuyết pháp tỳ kheo tọa pháp tòa thời ngã thường trú dạ về hộ bất ly ẩn tế kỳ hình tại pháp tòa hạ đỉnh tại kỳ túc cho nên cái này không phải thiện nhỏ mà có thể cảm được địa vị của kiên lao địa thần còn cao hơn cả vua diêm la vua diêm la là thống trị một nước là một quốc gia kiên lao địa thần là thống trị thế giới này thế gian này của chúng ta vẫn chưa có khi toàn thế giới thống nhất rồi thì việc quốc dương đó mới là kiên lao địa thần Kiên lao địa thần ở dưới chỗ ngồi của bạn, đầu ngài đổi chân của bạn, bạn có phước báo bao lớn. Cho nên thiện nam tử thiện nữ nhân đó là thiện lớn chứ không phải là thiện nhỏ. Thiện nhỏ cảm được vị thổ địa nhỏ đầu đội dưới chân của bạn, bạn đã là rất tuyệt vời rồi. Thổ địa nhỏ là trưởng là hàng trưởng thôn Cho nên từng câu từng chữ trên kinh nói Chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của nó Thì mới không đến nỗi sanh ra hiểu lầm Từ đó cho thấy Bạn không phát đại tâm thì làm sao được Bồ Tát khác với phàm Phu là tâm lượng lớn Các vị tham gia rất nhiều Pháp hội Phật sự Đọc sớ văn vừa mở đầu đều đọc là Tâm bao thái hư lượng chu xa giới Ý nghĩa của hai câu nói này là gì? Chính là phát Bồ Đề Tâm Vừa phát Bồ Đề Tâm Thì tâm lượng đó chính là Hư không Pháp giới Người tâm lượng rất nhỏ Chưa phát Bồ Đề Tâm Tâm đó của bạn là mê Bồ Đề là giác ngộ Tâm giác là tận hư không khắp Pháp giới Lượng chu xa giới Lượng lớn phước lớn cảm động được chư thiên, thiên vương, thiên thần đến ủng hộ bạn, cảm động được kiên lao địa thần dùng đỉnh đầu mà đội chân của bạn cung kính đối với bạn như vậy Đoạn này Trong chú giải rất là quan trọng Chúng ta hãy đọc nó qua một lượt Sơ cứu Dị bất đảng nhữ địa thần độc hộ Đây là lời của Thích Ca Mâu Ni Phật Chữ nhữ là chỉ kiên lao địa thần Nói người cúng dường đọc kinh y giáo tu hành này không những là một mình địa thần ông đến hộ trì người đó ngài phát nguyện hộ trì họ nhược quả như thượng tu vi nhược là lời nói giả thiết thật sự bạn có thể y giáo tu hành như lời trên kinh nói Hiện nay nói là bạn thực hiện rồi Bạn đã có thể làm được nó rồi Thì sẽ được nhiều người hộ trì Việc hữu thích phạm chư thiên quyến thuộc Giai lai ủng hộ Bên dưới Đại sư Thanh Liên Trích dẫn kinh điển Để chứng minh câu nói này như tứ thiên vương bạch phật ngôn đây là tứ đại thiên vương cõi trời dục giới thị nhân nhược đắc văn thị kinh điển năng đắc vị lai hiện tại chủng chủng vô lượng công đức ngã đương ẩn tế bất hiện kỳ thân Vị thính Pháp cố Đường chí sở chỉ Giảng Pháp chi xứ Đây là nói rõ Tứ Đại Thiên Dương Khi tỳ kheo thăng tòa giảng kinh Thì Tứ Đại Thiên Dương Sẽ dẫn đầu bát bộ quỷ thần đến nghe kinh, nghe pháp. Họ đến hộ trì đạo tràng. Ở trong đây quan trọng nhất là bản thân chúng ta phải suy nghĩ xem chúng ta dựa vào cái gì mà có thể cảm động những vị thiên thần, những vị thần linh hộ pháp này dựa vào đức hạnh của mình cái đức gì chị tánh đức của tự tánh tánh đức bộc lộ ra đây là đức hạnh bạn khởi tâm động niệm lời nói việc làm đều tương ưng với những gì trên kinh luận của phật nói những gì trên kinh luận phật nói đều là bộc lộ ra từ trong tự tánh của như lai tương ưng với kinh điển chính là tương ưng với tánh đức của tự tánh Cho nên mới có thể cảm động thiên địa quỷ thần Đạo lý là chỗ này Phía dưới lại nói Đại Phạm Thiên Dương Vua cõi trời sắc giới Cõi trời sơ thiệt Thích đề hoàng nhân Là thiên chủ cõi trời đau lợi Đại biện thiên thần Công đức tôn thiên Sáng chi quỷ thần Đại tướng quân đẳng Nhị thập bát bộ quỷ thần đại tướng Ma hê thủ la Ma ni bạc đà quỷ thần đại tướng Quỷ tử mẫu cặp ngũ bá quý tử Bên dưới là vô lượng bách thiên dạng ức na do tha Quỷ thần chư thiên như thị đẳng chúng vị thính pháp cố Tất tự ẩn tế Bất hiện kỳ thân Chỉ thị nhân sở chỉ Giảng pháp chi xứ Chúng ta ngày nay Chính mình tu học Công đạt đến Cái trình độ này không đạt đến trình độ thương thiện trình độ trung thiện cũng chưa chắc đạt được trình độ thấp nhất phải làm được là hạ thiện hiếu thảo cha mẹ tôn kính thầy tổ từ bi tu thiện Đây là trình độ thấp nhất. Trước đây chúng tôi giảng rất nhiều. Những băng ghi âm này các vị có thể làm tham khảo. Ở trong đây có một nguyên tắc chung tức là dùng chân tâm tâm chân thành không lừa dối mình không lừa dối người khác tất cả phải làm từ trong tâm chân thật Bạn mới có thể đạt đến Tiêu chuẩn của thiện Bạn mới có thể Là thiện nam tử, thiện nữ nhân như trên kinh nói Sau cùng Ngài lại nêu ra Kim Quang Minh Phương Đẳng Viên Kinh Trong câu này hàm chứa rất nhiều kinh luận Viên là kinh điển viên giáo Thiên Long quỷ thần ủng hộ nhược tư Huống kim khai hiển tối thượng chi điển Cổ đức thừa nhận câu nói này Kinh địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Là kinh điển tối thượng hai chữ khai hiển này là cùng một ý nghĩa giới khai hóa hiển thị chân thật chi tế mà trong kinh vô lượng thọ nói bộ kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện này cũng là khai hóa hiển thị chân thật chi tế kỳ phạm thích thiên đẳng ủng hộ chi lực hề sĩ cánh ngôn tai đâu cần phải nói nhiều nữa chứ nhất định sẽ cảm được thiên thần và vua cõi trời sắc giới cõi trời dục giới đến ủng hộ người phát tâm học giáo bất luận là tại gia hay xuất gia người hoàng pháp lợi sanh đều không thể không biết về chân tướng sự thật này bạn sáng tỏ hiểu rõ sự việc này rồi thì phải toàn tâm toàn lực nghiêm túc mà làm nếu như bạn không nghiêm túc cứ làm công việc này một cách cẩu thả không những có lỗi với người mà còn mắc tội với những quỷ thần này điều này nhất định phải biết ý nghĩa của đoạn kinh văn này dưới đây còn hay hơn Hà cố đắc như thị thánh hiền ủng hộ Trước tiên Thích Ca Mâu Ni Phật đưa ra vấn đề này Nhắc nhở mọi người chú ý Nguyên nhân gì, lý do gì Bạn được những vị thánh hiền này ủng hộ Phật nói hai chữ thánh hiền là nói rõ Những vị vua trời Những thiên thần này Kể cả kiên lao địa thần Họ không phải là phàm phu Họ là Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian Ở trong lục đạo Được các ngài ủng hộ Chính là được chư Phật Bồ Tát ủng hộ Tại vì sao bạn có thể được ủng hộ Như để nói Giai do chim lễ địa tạng hình tượng Cặp chuyển độc thị bổ nguyện kinh cố Chim lễ có phải là thờ cúng Tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng rồi mỗi ngày cúi lại cúng bái không? Mỗi ngày đem kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện đọc vài lần từ đầu đến cuối phải không? Như vậy là bạn có thể có được lợi ích lớn như thế này sao? Nhớ kỹ câu nói phần trước là chuyên tu chuyên hoàng Y giáo tu hành Như vậy mới được Ở trong chim lễ Không chỉ là hình thức Mà thấy người hiền muốn học theo Học Bồ Tát Địa Tạng Nhìn thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng Ta phải học theo Bồ Tát Địa Tạng Ta phải noi theo Bồ Tát Địa Tạng Lấy Bồ Tát Địa Tạng Làm khuôn mẫu, hình mẫu Học Phật cho bản thân mình Ta phải học giống y như Ngài vậy Như vậy gọi là chim lễ Chuyển đọc, mấu chốt là ở chữ chuyển. Chúng ta ngày nay biết đọc mà không biết chuyển. Chuyển là gì chị? Là chuyển cảnh giới của mình. Trước khi chưa có đọc kinh, thì rất nhiều cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm của chúng ta thấy đều sai rồi. Hiện tại mở bộ kinh này ra, sau khi đọc rồi mới hóa nhiên đại ngộ, sáng tỏ rồi, liền đem tất cả sai lầm chuyển trở lại. Giống như Phật Bồ Tát vậy, như vậy gọi là chuyển chữ chuyển này nói một cách đơn giản là chuyển biến bình thường chúng ta thường nói chuyển phạm thành thánh đọc kinh này nếu bạn biết chuyển thì công đức sẽ rất lớn cái chuyến này của bạn không thể xem thường bạn không phải là vị thánh nhỏ không phải a la hán không phải bích chi phật không phải vị bồ tát thông thường mà là bồ tát địa tạng có tưởng tượng nổi không cho nên phải thường đọc kinh đọc mỗi ngày chuyển mỗi ngày bạn không đọc thì bạn làm sao biết chuyển chứ câu đọc tụng đại thừa ở trong tịnh nghiệp tam phước này là rất quan trọng phải đọc mỗi ngày phải đọc cho thật thuộc thì lúc khởi tâm động niệm bạn mới có thể chuyển trở lại được đạo lý là ở chỗ này đọc kinh mà không chuyển cảnh giới được thì uổng công rồi cho nên mở kinh điển ra có người biết đọc có người không biết đọc người không biết đọc là đọc cho phật bồ tát nghe chứ không có liên quan gì đến mình người biết đọc là đọc cho chính mình nghe chứ không liên quan gì đến người khác nhất định chuyển đổi cảnh giới của chính mình bạn xem ở trong đàn kinh thiền sư pháp đạt Tụng Kinh Pháp Hoa tụng ba nghìn biến Mà không khai ngộ Sau khi ngộ rồi Ngài rất cảm khái Thưa giới lục tổ Huệ Năng Đại Sư Tuy trước đây Mỗi ngày đọc Kinh Pháp Hoa Đã đọc ba nghìn biến Là bị Pháp Hoa chuyển Nay khai ngộ rồi Thì chuyển Pháp Hoa đây gọi là chuyển đọc ngài pháp đạt đã làm nên một tấm gương tốt rõ ràng cho chúng ta xem đến khi nào bạn có thể chuyển được kinh mà không bị kinh chuyển bạn bị kinh chuyển thì bạn kẹt ở trong câu kinh bạn đọc sách cứng nhắc bạn không khai ngộ bạn chuyển được kinh thì bạn khai ngộ từ trên kinh sau khi ngộ rồi thì từng câu từng chữ đều là sống động Từng câu từng chữ đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Bạn giải thích cho chúng sanh. Nói dài, nói ngắn, nói sâu, nói cạn. Không có gì là không tự tại. Cho nên đọc kinh có phải là tu hành hay không là tu hành. Người biết đọc là tu hành. Người không biết đọc thì không phải là tu hành. Cổ đức dạy chúng ta, tùy văn nhập quán, đó là tu hành. Theo những gì Phật dạy, thấy quan niệm của chúng ta tương ưng, khế nhập Đây là chân tu Viên tu viên chứng Ai làm được vậy? Thiện tại đồng tử Trên kinh hoa nghiêm Bạn xem thiện tài đồng tử nghe Pháp Mỗi một lần tham vấn một vị thiện tri thức thì địa vị của ông nâng cao lên một cấp ông tham vấn tỳ kheo đức dân là bồ tát sơ trụ tham vấn tỳ kheo hải dân là bồ tát nhị trụ tham vấn tỳ kheo diệu trụ là bồ tát tam trụ không ngừng đang nâng cao Đến cuối cùng Tham vấn Bồ Tát Phổ Hiền Tập Đại Nguyện Dương của Bồ Tát Phổ Hiền Hướng về cực lạc Ông thành Phật rồi Quả chỉ ông chứng được là Phật quả Cứu cánh viên mãn Tại vì sao ông chứng được Tùy văn nhập quán theo sự khai thị hướng dẫn của thiện tri thức ông liền khế nhập cảnh giới ngày nay chúng ta tu học đã tu mấy mươi năm mà vẫn là phàm phu chưa có chuyển động chút nào cả khổ là ở chỗ này niệm niệm vẫn là thuận theo phiền não vậy thì sao được chứ đến khi nào chúng ta có thể chuyển phiền não thành bồ đề bạn có thể thuận theo bồ đề chứ không thuận theo phiền não nữa thì bạn thành tựu rồi bạn thành phật rồi cho nên chữ quan trọng nhất Ở trong Đoạn kinh văn này Là chữ chuyển Xem bạn có biết chuyển hay không Thật sự có thể chuyển đọc bộ kinh này Dưới đây là nói quả báo Tự nhiên tất cánh xuất ly khổ hải Chứng niết bàn lạc đây là nói quả của họ xuất ly khổ hải phía trước nó có thêm chữ tất cánh là rốt ráo nếu như không thêm chữ tất cánh xuất ly khổ hải là chỉ lục đạo luân hồi thêm vào chữ tất cánh gì thì không chỉ lục đạo luân hồi rồi mà bao gồm cả thập pháp giới Tất cánh xuất ly khổ hải Là thoát khỏi thập pháp giới Chứng đại niết bàn Đây là quả vị gì, gì? Mức thấp nhất Là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo Là Bồ Tát Sơ Địa Biệt Giáo Đây là nói mức thấp nhất Nhưng thực tế thì sao? Thực tế không phải gì Không phải địa vị này Thoát khỏi thập địa Mới gọi là tất cánh xuất ly khổ hải Cũng chính là nói Phá sạch vô minh rồi Chứng Đại Niết Bàn Yên vui của quả vị như lai viên giáo Giữ thị chi cố đắc đại ủng hộ Đạo lý Nguyên nhân là như vậy Cho nên được các vị chư Phật như lai này Đến hộ niệm Thiên dương thiên thần ủng hộ chúng ta muốn hỏi chúng ta có thể làm được hay không đương nhiên có thể nếu như không thể thì phật sẽ không nói với chúng ta những lời này những gì phật nói để chúng ta không làm được thì chẳng phải là phật bỡn cợt đùa giỡn hay sao vậy thì phật có lỗi rồi những gì phật dạy đều là việc chúng ta có thể làm được vấn đề là bạn có chịu làm hay không nếu như bạn chịu làm thì không có chuyện làm không được chuyển biến chỉ ở trong khoảng một niệm trong đại giáo viên đốn chỉ cần đem ý nghĩ tự tư tự lợi xả sạch là bạn có thể làm được chỉ cần bạn khởi tâm động niệm vì tất cả chúng sanh tất cả ở đây không phải là khu vực này không chỉ là một quốc gia này cũng không chỉ một thế giới này cũng không phải tam thiên đại thiên thế giới này mà là tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới bạn mới thật sự làm được tâm bao thái hư lượng khắp pháp giới cảnh giới của bạn chuyển trở lại rồi liền nhập cảnh giới của chư Phật Như Lai Bạn liền được chư Phật Như Lai hộ niệm gia trị Trí huệ đã mở rồi Dứt được phiền não rồi Làm sao dứt phiền não đây? Bạn phải biết gốc của phiền não là gì Gốc chính là chấp ngã tự tư tự lợi Đây là gốc của phiền não Ngày nay ý nghĩ tự tư của bạn không còn Niệm niệm gì chúng sanh Niệm niệm gì Phật Pháp Niệm niệm gì hư không Pháp giới Thì gốc rễ viên não của bạn sẽ không còn nữa Đâu cần phải đoạn Không đoạn mà tự nhiên sẽ hết Phiền não hết rồi thì trí huệ bát nhã trong tự tánh hiện tiền. Các bạn hàng ngày cầu trí huệ, mà không chịu phát tâm gì tất cả chúng sanh thì làm sao có trí huệ được chứ sao có thể hiện tiền được chứ niệm niệm đều là tự tư tự lợi đây là đại chướng ngại không những bạn không thể thoát khỏi thập pháp giới mà còn không thể thoát khỏi lục đạo. Không những không thể thoát khỏi lục đạo mà còn không thể thoát khỏi dục giới. Bạn nói không gian sống của bạn nhỏ cỡ nào? Bạn sống giấc giả dạ biết bao? Nguyên nhân do đâu? Do chấp ngã kiên cố. phân biệt chấp trước. Chúng ta đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp đến nay bị cái này hại mất rồi. Nên chịu cái thiệt thòi này. Tự mình nhất định phải biết, nhất định phải hiểu rõ. Buông xả phân biệt chấp trước. Buông xả tự tư tự lợi Thì tiên đồ của bạn Là một mãn quang minh Đại tự tại Đại phước đức liền hiến tiệc ngay Chúng tôi cũng đã từng Nghe Phật nói như vậy Ở trên kinh điển rồi Bộ kinh này hay vừa mở đầu đức phật phóng mây quang minh thế tôn nói ra cho chúng ta biết mười loại mây quang minh đó là do tự tánh hiển lộ trong đây có đại phước đức Đại kiết tường Đại viên mãn Chỉ cần xả hết một niệm Cái tâm tư lợi Thì bạn sẽ đạt được toàn bộ Chư Phật Bồ Tát đạt được Vì họ không có tâm tư lợi Họ không có tư dục Phạm phu chúng ta không thể đạt được Là do tư dục Chướng ngại kính rồi Trên kinh Phật thường nói hai chướng Ba chướng Hai chướng là phiền não chướng Và sở tri chướng Phiền não chướng chính là Dục vọng Tự tư tự lợi sở tri chướng chính là thành kiến là cách nghĩ của chính mình cách nhìn của chính mình là sở tri chướng hai loại chướng ngại này chướng kính tánh đức của chính bạn khiến nó không thể hiện tiền bạn nói đáng tiếc biết bao ở trong chú giải có mấy câu nói rất quan trọng Chúng ta đọc qua một lượt Trang 45 Đếm ngược đến hạt thứ ba Bắt đầu xem từ chữ thứ tư Đây là nói Tất cánh xuất ly khổ hải Ý nghĩa của khổ hải là gì? Kim chỉ nghiệp hải Khổ hữu vạn đoan Khổ hải mà chỗ này nói là biển nghiệp Biển nghiệp rất lớn Bạn tạo nghiệp Bạn tạo nghiệp thiện Sẽ có thiện báo Tạo nghiệp ác sẽ gặp ác báo Thiện báo ác báo đều không tự tại Nếu như dựa vào lục đạo để nói Thì mọi người thường hãy nghe nói Ba đường ác là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Ba đường thiện là trời người Atula Lục đạo là biển nghiệp Nếu như mở rộng ra nữa Thì Pháp giới tứ thánh Là nghiệp thiện còn ở trong lục đạo đều là nghiệp ác vẫn là biển nghiệp thập pháp giới là biển nghiệp lớn thì lục đạo là một góc nhỏ khổ nhất ở trong biển lớn rồi thoát khỏi biển nghiệp là thoát khỏi thập pháp giới Trong chú giải nói Ký do lễ đọc Chim lễ chuyển đọc Xuất ly vô năng Mỗi ngày Bạn chim ngưỡng lễ bái hình tượng Bồ Tát Địa Tạng Ngưỡng mộ Bồ Tát Địa Tạng tôn trọng bồ tát địa tạng noi theo bồ tát địa tạng học tập theo bồ tát địa tạng lại có thể đọc kinh y giáo vụng hành thì bạn thoát khỏi biến nghiệp sẽ không khó ngôn tự nhiên tự nhiên tất cánh thuyết tự nhiên tắc bất gia miễn cưỡng Thuyết tất cánh tật đáo để bất hư Những chữ này đều vô cùng quan trọng Cho nên tu hành Nhất định phải tu tâm thanh tịnh Tu bình đẳng giác bạn sẽ thấy tất cả đều tự nhiên có nguyện chứ không mong cầu nguyện sanh tây phương tịnh độ đây là nguyện không có mong cầu nguyện là chân tâm cầu là võng tâm Sự khác biệt ở trong đây Bạn phải biết Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vòng tay cư sĩ móc gmail.com Người đọc Hạnh quan Nguyện đem công đức này Hồi hướng đến hương linh nhà giáo Cụ Phan Thế Phả Kính nguyện hương linh Nương nhờ Phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo tranh phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.